Xin chào, mình tên Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa à. Mình ở Cần Thơ, năm nay mình 25 tuổi à. Hôm nay mình đến trải nghiệm một sản phẩm Kinder đây nè. Mình cảm thấy rất thích và mình đã sử dụng, mình cảm thấy mình đã trẻ trung lên rất nhiều à. Mình muốn nói là các bạn nên dùng sản phẩm Kinder của Thái Lan à. Rất tốt cho da mặt của mình ạ à.